Xin Huệ Ngọc đã thay mặt đạo tràng thọ trì vi giới, chúng con cũng thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức truyền trao bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con, và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ ngài Tỳ Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Bình kính chào. Con bất mất rồi, dạ con xin sám hối, con xin đọc lại ạ. Hôm nay thứ năm, ngày 29 tháng 8 năm 2019, giáo trình trường bộ kinh Dikha Nikaya bài 34 kinh thập thượng Dasuttara Sutta 7.5 bảy pháp thuộc phần hạ liệt thể sẽ được đại đức Huy Niệm giảng giải. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, ngài có nghe được âm thanh của con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Thịnh Phật Đệ Tử Phật. Kính chào Thượng Tọa Nhật Đẳng Chư Tôn Đức. Kính chào quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học bảy pháp. Đề tài là bảy pháp thuộc phần hạ liệt hành nam pha ca gia. Nhưng ở đây bài học mà Thượng Tọa Giác Đẳng gửi thấy Thượng Tọa chỉ có cho học bảy pháp thuộc phần hạ liệt thôi, bởi vì bảy pháp thuộc phần thù thắng thì nó là cái pháp mà đất lập. Nếu bảy pháp thuộc phần hạ liệt là bảy phi diệu pháp sắc tham vô, thì bảy pháp thuộc phần thủ thắng là thuộc vào sắc tham muội. Ồ, nếu dạ đúng, dạ xin cảm ơn Thượng Tọa. Như vậy thì chúng ta sẽ học cả hai bài, bảy pháp thuộc phần hạ liệt và bảy pháp thuộc phần thủ thắng. Và do đó xin thỉnh Đại Đức Huy Niệm chú ý, bởi vì khi mà nói đến cái việc mà không có lòng tin thì nói là một cái pháp thuộc phần hạ liệt, còn khi có đức tin thì thuộc pháp thuộc phần thủ thắng. Có lòng tà là pháp thuộc phần thắng, mà không có lòng tà thì thuộc pháp thuộc phần hạ liệt của mình. Thì như vậy là chúng ta chỉ giảng về cái đức tin và nói đến cái ý nghĩa. Người không có lòng tin thì nó có cái sự thiệt thòi ở chỗ nào, và cái người có lòng tin thì nó
sẽ thành tựu được những cái điều tốt đẹp như thế nào, vân vân. Như vậy thì chúng ta sẽ đi qua hai bài, và có lẽ là giờ đây cô Nhật Quỳnh đã nhận được hai bài. Thượng tọa Gia Đẳng vừa mới gửi bài, bây giờ xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho chánh kinh của hai đoạn kinh này, pháp bảy pháp thuộc phần hạ liệt và bảy pháp thuộc phần thủ thắng. Sau đó xin cùng tỉnh đã được quy định giả Nam Mô Bồ Tát. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tỷ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bồ Tát. Dạ, dạ Lăng Giang Nguyệt và Hồng Lan có nhận được bài mới chưa? Thì nếu có thì dạ, con đang chat email, rồi con chưa nhận được. Rồi giờ con thấy điện thoại nó báo là có bài của sư rồi, nó chưa đeo email. Dạ, chắc con phải tắt cái này rồi con mở lại thì chắc nó mới vô. Trong khi chờ đợi nó vào thì con đọc bài cũ trước ạ. Dạ, tại cái máy con nó bị hơi chậm nên chat email nó bị chậm. Dạ, kính mong quý ngài và đạo tràng hoan hỷ. Dạ, con xin đọc cái bài con có trước rồi chờ email, hoặc là quý vị có thì quý vị post lên Nhật Quỳnh xin đọc tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, hôm nay thứ năm ngày 29 tháng 8 năm 2019, giáo trình trường mục kinh Dikhanikaya bài 34 kinh thập thường Dasutta Tara Sutta 7.5 7.6, bảy pháp thuộc phần hạ liệt và bảy pháp thuộc phần thuộc thắng sẽ được đại đức Huy Niệm giảng giải. Con xin đọc phần chánh kinh. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Sát ta tham ma bá hú ca ra sát ta tham ma pha quê tắp ba sát ta tham ma ba rình nhây ya sát ta tham ma ba ha tắp ba sát ta tham ma ha na pha ghi ya sát ta tham ma quy xê sát pha ghi ya sát ta tham ma đức ba tích vít cha sát ta tham ma ấp bà đề tấp bà sát ta thầm mà a phiền nhầy và sát ta thầm mà sát chi cà tấp bà. Có bảy pháp có nhiều tác dụng, có bảy pháp cần phải tu tập, có bảy pháp cần phải biến tri, có bảy pháp cần phải đoạn trừ, có bảy pháp chịu phần tai hại, có bảy pháp đưa đến thù thắng, có bảy pháp rất khó thể nhập, có bảy pháp cần được sanh khởi, có bảy pháp cần được thắng tri, có bảy pháp cần được tác chứng. Bảy pháp thuộc phần hạ liệt. Năm La Mã, thế nào là bảy pháp? Tê sát ta tham ma ha na pha ghi già sát ta sát tham ma hi tha vu sơ bích khu á sát thơ hồ tê á hi ri cơ hồ tê a nô tắc bì hồ tê a ba sút tơ hồ tê cụ si tơ hồ tê mô tha sát tê hồ tê đức bành nhờ hồ tê y mê sát ta tham ma hà na pha ghi già. Năm La Mã, thế nào là bảy pháp chịu phần tai hại? Bảy phi diệu pháp. Này các hiện giả, ở đây
có vị tỳ kheo bất tín, vô tàm, vô quý, thiểu văn, giải đại, thất niệm, ác tuệ. Như vậy là bảy pháp chịu phần tai hại. Chú thích sau đây trích từ Kho tàng Pháp học của Ngài Pháp Sư Giác Giới biên soạn 374. Bảy pháp thuộc phần hạ liệt. Hanapha Giya Thamma, đây là bảy pháp phi diệu pháp. Asap Thamma, một, không có lòng tin. Asap Tho Ho Ti, sao cái bài của Phong Lan bớt viết không giống cái bài của Nhật Quỳnh vậy, không biết con đọc cái nào đây. Tham dục tiền miên, dạ kính mong quý ngài cho con biết được tín hiệu. Dạ con phải đọc theo cái bài của Phong Lan bớt hay là con đọc cái bài của con có trong email ạ? À? Dạ cảm ơn đạo tràng. Một, không có lòng tin, asatho hô tí. Hai, không có lòng tàn, apiriko hô tí. Ba, không có lòng quý, anotapi hô tí. Bốn, ít học, apatsuto hô tí. Năm, lười biếng, kusito hô tí. Sáu, thất niệm, mutthasatik hô tí. Bảy, thiếu trí, tupanyo hô tí. Dạ, đây là bảy pháp thuộc phần hạ liệt. Dạ con xin phép cho con chồng, cho con tí xíu, con mở cái phần email. Dạ. Dạ con xin mở cái phần email. Con đọc tiếp ạ. Dạ sa thú, cảm ơn Lăng Nguyệt. Nhật Quỳnh sẽ đọc theo bài của Lăng Nhân Nguyệt. Dạ. Sáu La Mã, thế nào là bảy pháp hướng đến thù thắng? Bảy diệu pháp này các hiện giả ở đây có vị tỳ kheo có lòng tin, có tàm, có quý, đa văn, tinh cần, niệm hiện tiền, có trí tuệ. Như vậy là bảy pháp hướng đến thù thắng. 375. Bảy pháp thuộc phần thù thắng. Vise Sapha Giya Thamma. Một, có đức tin Sattho Hô Tí. Hai, có lòng tàm Hirikma Hô Tí. Ba, có lòng quý ớt tắc biết hồ tí. Bốn, nghe nhiều học rộng ba hút su tô hồ tí. Âm chuyên cần a rác hai quy đi dồ hồ tí. Sáu, niệm vững trú uvat chita sati hồ tí. Bảy, có trí tuệ banh nhá qua hồ tí. Còn hết không? Không nghe. Dạ chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thịnh đại đức huy niệm từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha. Giá giả sư có nghe được âm thanh con kính nhân minh đến sư ạ. Thành kính đảnh lễ thượng Phật đại siêu thượng Phật giác đẳng. Thượng đức minh hạnh, đức pháp tính, đức minh thông và chư tôn đức tăng xin thân chào quý vị Phật tử trong lớp học. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học
về hai phần là Hana Phagiya Thamma và Visesa Phagiya Thamma, bảy pháp thuộc phần hạ liệt, bảy pháp dẫn đến thối đoạn và cũng như là bảy pháp đưa đến thù thắng, đưa đến sự hướng thượng tăng trưởng. Trước khi bắt đầu để cho kịp cái nội dung của phần bài học ngày hôm nay, quý vị cùng với sư chúng ta làm lễ tam bảo tóm tắt, và sau đó sư sẽ trình bày cho quý vị về ý nghĩa của bài học. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đứng chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi cho những ai có lòng tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ơn Đức Tăng Bảo, những bậc đã được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp, đã đắc được quả thánh phàm và mô phạm của chúng sanh và quốc địa của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý đó. Thưa quý vị, ở trong phần bài học này chúng ta sẽ được học có bảy chi phần là những pháp dẫn đến là những pháp hạ liệt. Do nhân những pháp này chúng ta sẽ bị thối đoạn, lui sụp. Và ngược lại cũng có bảy pháp, nếu như mà mình khéo tu tập làm cho sanh khởi và tăng trưởng thì sẽ đưa đến thù thắng, hướng thượng, tốt đẹp. Và đầu tiên đó chính là pháp thứ nhất, đó chính là không có lòng tin, Asatho Hồ Tí. Ngược lại, không có lòng tin tức là có đức tin, có niềm tin. Như vậy thì ở đây chúng ta cần phải hiểu cái vấn đề nó quan trọng trong việc là như thế nào là không có cái đức tin là sẽ dẫn đến sự thối đoạn. Vậy thì cái đức tin đó mình đặt vào cái gì? Mình đặt vào cái gì? Mà nếu như thiếu cái đó, thiếu cái sự tin tưởng vào những điều đó thì chúng ta sẽ không có được tiến bộ, chúng ta sẽ bị lùi sụp, thối đoạn. Và ngược lại, nếu như mà mình có những cái tín ngưỡng, những cái điều mà mình tin tưởng gì đó mà nó sẽ đưa đến tốt đẹp, hướng thượng, thù thắng. Thì ở đây thưa quý vị, có thể nói rằng chúng ta có rất nhiều những cái nguyên nhân mà khiến cho mình sống với nhau, mình bị cái sự không có được hòa hợp, bị ngăn cách, hoặc là sống với nhau nó rất là lợn cợn, nó không có được cái trạng thái hòa hợp như là nước với sữa. Trong số những cái nguyên nhân đó thưa quý vị, đó chính là cái sự sai biệt về cái niềm tin của mỗi con người. Đây là một cái nguyên nhân rất là chủ yếu. Sư có nhớ ở một cái phần nào đó mà sư đã từng đọc, cái này không nằm ở trong Phật ngôn, tuy chỉ là những người mà người ta có cái sự nhận xét về những cái nguyên nhân mà khiến cho chúng sanh, con người chúng ta sống hay có cái sự chiến tranh đó thưa quý vị. Thì ở đó nói là sở dĩ mà cái nguyên nhân mà dẫn đến chiến tranh đó, cái nguồn gốc sâu xa nhất đó chính là cái sự sai biệt về tín ngưỡng. Tín ngưỡng ở đây là một cái từ mà mình nói là nó hơi chuyên môn quá, nhưng mà nói một cách dễ hiểu đó chính là cái điều mà mỗi người tin tưởng vào, nó có cái sự sai biệt, thì chính cái điều đó nó sẽ là một cái nguyên nhân rất lớn để dẫn đến cái sự ẩu đả, bất đồng cũng như
cãi cọ tranh chấp với nhau. Thì ở trong Phật pháp khi nói về sắc tha, có trình bày đến bốn ý nghĩa, tức là trạng thái, trình bày về phân sự, trình bày về sự thành tựu và nhân gần. Thì trong bốn điều đó có nói đến trạng thái của sắc tha, tức là tin tưởng hoặc là đáng tin tưởng. Phần sự của ta trong sạch hóa, sự thành tựu của sắc tha là không dơ bẩn, và cuối cùng là nhân gần, đó là có điều để mà đáng được tin tưởng, có điều để mà đáng được tin tưởng. Thì sở dĩ sư trình bày về bốn khía cạnh này để cho chúng ta lưu ý về cái nhân gần và cũng như cái trạng thái. Ở đây thưa quý vị, như thế nào được gọi là đáng tin tưởng và như thế nào được gọi là có điều đáng được tin tưởng? Mỗi người chúng ta thật ra sống ở trong cuộc đời này, ai cũng có cái tín ngưỡng riêng của chính mình. Và cái điều quan trọng là cái điều mà mình đặt cái sự trong sạch, sự tin tưởng hoàn toàn để mà mình tín ngưỡng, để mà mình nương theo, để mà mình sống noi theo, lấy đó là làm gương đó. Thì những điều đó nó có đáng hay không? Đáng ở đây muốn ám chỉ đến là những thứ đó đó nó có thật sự đưa đến cho chúng ta những cái lợi ích ở ngay trong hiện tại và kể cả trong tương lai hay không. Và quan trọng là có hoàn toàn giải quyết được những cái khổ, những cái khổ đau của chính bản thân mình hay không, nếu mà mình tin vào những điều đó. Đây mới là cái vấn đề thưa quý vị, đây mới là vấn đề khi mà chúng ta bàn đến sắc tha. Thì cái sự tín ngưỡng đó, thưa quý vị, tin tưởng đó, nó dựa vào ba hình thức. Thứ nhất là dựa vào một nhân vật. Nhân vật đó có gì mà để cho mình đáng được tin tưởng? Thứ người đó, có những cái pháp tánh gì? Và cái thứ hai đó chính là cái phương pháp sống, cái phương pháp sống, cái phương pháp thực hành, cái phương pháp sống nào mà mình đáng được tin tưởng, đáng được đặt làm nơi để mà mình trao cái sự trong sạch của mình. Đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba đó chính là những đối tượng xung quanh, những đối tượng xung quanh mình ngoài ra, tức là hội chúng, những cái tập thể nào, con người nào, cái tập thể nào đáng cho chúng ta tin tưởng để mà noi theo. Có ba trường hợp như vậy. Và ở đây thưa quý vị, đối với tất cả chúng sanh thuộc về loài hai chân, trong kinh nói rằng đức chánh giác là tối thắng, không có một cái nhân vật nào mà có được những pháp tánh qua được đối với bậc chánh đẳng chánh giác. Cho nên nếu có thể nói rằng những nhân vật mà đáng được tất cả chúng sanh đặt lòng tin và tín ngưỡng nhất, tức là vị mà có được thân khẩu ý hoàn toàn và trong sạch trọn lành, viên mãn nhất, đó là nói về đối tượng. Còn nói về cái cách sống, thưa quý vị, cái quan niệm sống đó, cái cách thực hành của thân khẩu ý
ở trong cuộc đời này thì cái cách thực hành nào á là được xem như là đáng kính nhận ngưỡng nhất, thì không có cái gì nằm ra khỏi ngoài đối với cao thượng hơn đối với ân đức của Pháp, tức là bốn đạo bốn quả và niết bàn. Cái con đường đó thưa quý vị, cái cách sống mà thực hành như vậy á là được xem như là xứng đáng để xứng đáng nhất để cho tất cả chúng sanh phải tin tưởng, phải trong sạch và noi theo. Còn về hội chúng thì cái hội chúng nào mà có được những cái ân đức ân đức thù thắng, không có bị những cái lậu hoặc, những cái ô nhiễm, thì cái hội chúng đó được xem như là xứng đáng để mình tín ngưỡng, để mình noi theo, để mình nương nhờ. Thì đây mới là cái mà chúng ta xứng đáng nhất để mà đặt cái lòng tin vào, thưa quý vị. Chính vì thế mà cái sự thiệt thòi của một người mà khi không có cái lòng tin dựa vào những cái đối tượng tốt đẹp như vậy, thì lấy đâu ra để mà chúng ta tạo được những cái công đức cho chính bản thân mình, lấy đâu ra để chúng ta có thể học hỏi được những cái cách thức để mà có thể đem đến sự an lạc cho chính bản thân. Và chính bởi như vậy cho nên mới nói rằng cái sự việc mà mình không có lòng tin đó, thưa quý vị, muốn ám chỉ đến là người không có cái niềm tin được đặt vào những cái đối tượng có ân đức tốt đẹp như vậy, thì như vậy là chúng ta sẽ bị thiệt thòi, chúng ta sẽ bị thiệt, chúng ta không có những cái cơ hội để mà tạo được những cái công đức cho chính bản thân mình, và cũng sẽ không có được học hỏi những cái diệu pháp. Cho nên chính vì thế mà đây là cái yếu tố đầu tiên là pháp đưa đến sự thối đọa, là nguyên nhân là như vậy. Ngược lại, một người khi đã có được cái duyên lành, được gặp đối tượng có ân đức, nhất là bậc chánh đẳng chánh giác, có lòng tin nơi ngài, những phương pháp thực hành để đoạn tận khổ đau, và được sống và tin tưởng trong sạch đối với hội chúng là những bậc đệ tử của Đức Thế Tôn, trong đó có phàm cũng như cũng có thánh. Thì như vậy sẽ có được nhiều cái cơ hội, sẽ có được rất nhiều cơ hội tu tập và làm tăng trưởng những pháp đưa đến sự hướng thượng, thưa quý vị. Nếu như mà mình có những cái ác bất thiện pháp nào đã từng khởi lên, thì do có cái lòng tin này thì chúng ta sẽ có cơ hội để mà thực hành những pháp đoạn trừ những lậu những cái ác bất thiện pháp đó. Và không chỉ như thế,
còn có thể do có cái lòng tin xác quyết đối với những đối tượng như vậy, mình còn có cơ hội được tăng trưởng thêm nữa kìa. Trong thiện pháp, chứ không có chỉ dậm chân lại một chỗ như vậy. Đây là cái yếu tố đầu tiên, sự khác biệt giữa không có lòng tin đưa đến sự thối đoạn và có lòng tin đưa đến hướng thượng. Ở đây tiếp theo chúng ta sẽ thấy có đề cập đến là tàm và quý. Thì thưa quý vị, đối với hai pháp này, thực ra nếu chúng ta suy xét về ý nghĩa một cách đầy đủ thì có thể nói rằng là rất là sâu sắc. Thông thường mình chỉ nghĩ rằng tàm và quý dưới sự định nghĩa là hổ thẹn, tội lỗi và ghê sợ đối với tội lỗi. Và người thiếu lòng tàm và quý là người thiếu cái sự hổ thẹn và e dè đối với tội lỗi, và không thấy được cái sự nguy hiểm đối với tội lỗi. Tuy nhiên ở trong ý nghĩa của tàm và quý, thưa quý vị, nó có phần sâu sắc hơn. Khi nói đến tàm, đó chính là đề cập đến sự e dè, sự đối với những điều mà mình thấy rằng nó có sự nguy hiểm, không nên, những điều không nên. Và quý, thưa quý vị, đó chính là thấy được cái sự nguy hại nếu như mà của những cái lỗi lầm, của những cái điều không có, có nên đó, nó sẽ đưa ra một cái kết quả không có đáng mong muốn. Nói một cách khác, tàm tức là thấy được cái nhân của sự cái nhân, còn quý tức là thấy được cái quả, thấy được cái quả. Ở đây thông thường đối với pháp này, thưa quý vị, nếu như mà một người mà thiếu vắng tàm với quý thì sẽ rất là dễ dàng dẫn đến cái sự thối đoạn. Bởi vì tại sao lại như vậy? Một khi mà chúng ta không có biết e dè đối với những cái tội lỗi, không thấy được điều đó đó, chúng ta sẽ rất dễ bị phạm vào phải những việc đấy. Và thậm chí tâm của mình làm điều đó với một cái trạng thái rất là mạnh mẽ nữa là khác. Bởi vì nó không hề có cái sự ái ngại. Quý cũng vậy nữa. Nếu như mà mình thiếu lòng quý, không thấy được cái sự nguy hiểm
của những cái tội lỗi, những điều không nên làm, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ không có biết sợ, thưa quý vị. Chúng ta sẽ không có biết sợ. Cũng giống như là một đứa bé, nó không có ý thức được lửa là thứ không nên đụng đến, thì như vậy nó sẽ rất dễ bị chạm vào lửa. Và nó không có ý thức được cái hậu quả mà nếu mà mình chạm vào lửa rồi nó sẽ có cái kết cục như thế nào. Thì lúc bây giờ nó sẽ khó tránh khỏi những cái tai hại do lửa gây ra. Nó sẽ làm cho đứa bé nó bị bỏng. Cũng như vậy đó thưa quý vị. Trong một cái cách hiểu khác, một cái cách định nghĩa khác, thoáng hơn và rộng hơn, chúng ta có thể hiểu tàm và quý theo cái ý nghĩa là mình có cái sự bén nhạy, có cái sự nhạy cảm đối với kể cả những cái việc tuy nó không hẳn đó là những cái lỗi lầm, nó không hẳn là những cái điều quá ư rõ ràng thiên về thân ác hạnh và khẩu ác hạnh. Nó chỉ đơn thuần chỉ là những cái sự việc, và những pháp này á là những pháp chưa có được tốt đẹp, nó có thể dẫn đến một số những cái kết quả không mong muốn xảy ra, hoặc là những pháp này còn bị giới hạn. Nếu mà dừng lại ở đây thì nó chưa phải là hoàn toàn, cần phải, bởi vì thấy được những cái sự giới hạn của nó, thấy được những cái sự giới hạn của nó, những cái khuyết điểm của nó, chúng ta mới có thể tiếp tục hướng thượng hơn. Cũng giống như cái trường hợp đó thưa quý vị, thực ra một điều rất là đặc biệt mà mình cần phải để ý ở trong phần tâm bất thiện, bao giờ nó cũng có cái nhóm tâm sở được gọi là cái tâm sở bất thiện biến hành. Thì trong nhóm tâm sở bất thiện biến hành đó, chúng ta để ý là nó có bốn tâm sở là si, vô tàm, vô úy và trạo cử. Cho nên bất kỳ một tâm bất thiện nào là nó cũng có cái khía cạnh yếu tố của sự không có e dè, và cũng như thiếu cái sự nhạy cảm đối với cái khiếm khuyết của những điều mà tâm nó biết. Có thể nói là như vậy. Ngược lại, đối với trong thành phần của một tâm thiện đó thưa quý vị, bao giờ nó cũng có tàm và quý, kể cả một kỳ tâm thiện rất là bình thường thôi, bởi vì nó nằm trong số những tâm sở thuộc tính của tâm sở tịnh hảo biến hành. Cho nên chính vì thế mà không chỉ với ý nghĩa là những cái tội lỗi mà nó quá cụ thể mà tàm và quý có thể nhận ra được, mà kể cả đối với những cái gì đó mà nó chưa có được hoàn hảo cho lắm, thì tàm và quý vẫn có thể phát huy cái tính năng của nó ở trong trường hợp này. Chẳng hạn sư nói ví dụ, đối với một người khi nhận thức được thân hắc hạnh về lời nói, về hành động như là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu và các chất say,
thì vị ấy từ bỏ. Bởi vì đây là những pháp mà rõ ràng nó đưa đến cái sự thối đọa quá nghiêm trọng rồi. Cho nên vị ấy ngăn ngừa, không có làm những cái chuyện này. Nhưng có một số những trường hợp, những vị sau khi đã an trú vào giới hạnh mà mình gìn giữ, họ tu tập và thấy được năm dục, đó chính là sự nguy hiểm, nó có cái sự nguy hiểm của nó. Kể cả trong những cái trường hợp, những thứ mà phát sanh một cách hợp pháp hoặc theo lễ đạo thôi, nhưng mà nếu như mà mình thọ dục một cách đắm nhiễm thì như vậy đây nó cũng là một sự nguy hại, chứ không phải là hoàn toàn tốt đẹp. Thì trường hợp thứ hai này, thưa quý vị, tàm và quý cũng làm cái công việc của nó, thấy ra được cái gì đó nó có được toàn hảo cho lắm. Và nếu như mà tiếp tục như vậy, nó sẽ có cái hậu quả của nó. Cho nên chính vì thế mà họ đã cố gắng tu tập để ly dục. Sau khi đã ly các ác bất thiện pháp rồi, họ tiến thêm một bước nữa là ly dục luôn. Chứng và trú thiền thứ nhất, có tầm của tứ. Sau khi vị ấy chứng đạt được sơ thiền rồi, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, thì vị ấy cũng nhìn ra được, thấy rằng đối với tầng thiền thứ nhất này có tầm tứ là trở ngại, bởi vì nó gần, nó vẫn còn có sự khiếm khuyết, cho nên cần phải từ bỏ. Cần từ bỏ. Thì cái trường hợp như vậy đó, thưa quý vị, do thấy được những cái khuyết điểm một cách rất là tế nhị như vậy, đã làm cho họ từ bỏ những điều là không nên và tiếp tục tăng thượng, phát triển hơn nữa. Thì đây là cái ý nghĩa của đầy đủ của tàm và quý, thưa quý vị, của tàm và quý. Chính vì thế mà hai pháp này á, ở nơi mỗi người nó có thô có tế khác nhau. Đối với người nào mà có lòng tàm, lòng quý, thô thì sẽ được lợi ích chỉ ở mức độ như vậy. Còn nếu như mà có lòng tàm và quý, nó tế hơn, nó mạnh hơn, thì điều đó sẽ dẫn người ta đi xa hơn, đi xa hơn. Chính vì thế mà hai pháp này cũng là hai pháp, nếu như chúng ta thiếu, không có lòng tàm, không có lòng quý, nó sẽ không có dẫn dắt mình hướng thượng được, mà ngược lại sẽ bị thối đọa, sẽ bị thối đọa. Sư nhớ có một cái câu chuyện như thế này. Khi mà có những cái thời điểm đó, thưa quý vị, khi đi vào trong cái khu vực thành phố Hồ Chí Minh để mà dự một vài những cuộc lễ, thì trên đường đi ngang qua, xe chạy ngang qua những cái đoạn kênh rạch. Quý vị biết rồi, ở Việt Nam có một số nơi kênh rạch, cái hệ thống xử lý nước thải nó bị ô nhiễm. Nhìn ở những cái vùng lân cận, chúng ta thấy có rất nhiều những cái hộ dân người ta ở đó. Thì lúc đó sư cũng có từng buộc miệng nói lên một câu rằng không biết rằng khi mà những người ta ở như vậy, làm sao mà người ta vẫn có thể chịu nổi và thậm chí sống qua ngày này qua ngày khác. Thì lúc bây giờ
Có vị sư bạn có trả lời: sống riết thì nó cũng quen thôi, sống riết thì nó cũng quen thôi, và điều đó nó trở thành một cái chuyện không có gì đáng là lạ lẫm, không có trở ngại. Thưa quý vị, cũng vậy, đối với người mà không có lòng tầm quý, đến một lúc do mình quen sống như vậy thì chúng ta sẽ bị thối đoạn. Và trong cái bối cảnh mà bị nhận chìm như vậy, mình sống riết mà mình quen với những pháp ô nhiễm, đến lúc nào đó nó bị chai sạn tâm của mình cảm thấy những cái điều đó nó không có cái gì là đáng phải e dè hết, đáng phải e dè hết. Cái chuyện này nó có thật đó thưa quý vị, chuyện này nó có thật. Chẳng hạn như khi mà một số những người người ta xuất thân từ những gia đình mà nho giáo lễ nghĩa đó, chỉ nghe một cái câu nói chơi đùa, nó không có được lịch sự cho lắm thôi. Tuy người khác nói không có ác ý gì, nhưng mà cái câu nói đó nó không có được đẹp, thì người ta nghe cũng rất là chói tai. Nhưng mà ngược lại, những người mà người ta đã lớn lên ở trong những cái điều kiện bối cảnh xung quanh xã hội người ta dạy mình những điều xấu riết, sống gần những cái chỗ nhậu nhẹt rồi ăn chơi các kiểu, thì đối với những cái câu đó nó đối với họ, họ thấy nó bình thường thôi, chả có gì phải đáng ái ngại cả. Thì vấn đề nó nằm ở chỗ đó thưa quý vị. Chính vì thế mà nếu như mà một người khi mà mình không có tàm đức quý là pháp dẫn đến thối đọa, là nằm nguyên nhân nằm ở ở đó. Và người có tàm và quý nó sẽ làm cho mình càng ngày càng hướng thượng hơn. Chúng ta sẽ có cái sự nhạy cảm với những cái điều tai hại càng nhiều bao nhiêu thì cái khả năng mà đưa mình đến cái hạnh phúc, đưa mình đến cái sự thanh tịnh, nó sẽ gần hơn, nó sẽ gần hơn. Rồi như vậy là tàm và quý. Sự khác biệt của không có được nghe nhiều học rộng và được nghe nhiều học rộng, có thể nói rằng nó tạo nên một cái phân cách tương đối rất là lớn đó thưa quý vị, tương đối rất là lớn. Nói một cái câu chuyện rất là đơn giản như thế này: có nhiều những cái loại bệnh đó thưa quý vị, cái cách giải quyết vấn đề thật ra nó, cái cách chữa trị nó rất là đơn giản, nhưng mà sở dĩ nó nằm ở chỗ là do mình không biết thôi. Nói cho vui, theo ở ngoài là mình chưa có gặp đúng thầy đúng thuốc, tức là chưa có gặp được người giỏi và chỉ đúng cái phương pháp. Tuy cái phương pháp đó nó dùng những cái thuốc dược, những cái cách điều trị nó rất là cơ bản, nhưng mà mình không biết đó, mình không biết đó, nó cũng sẽ dẫn đến cho mình cái sự tử vong như thường thôi. Chuyện này nó có rất nhiều trường hợp thưa quý vị, có rất nhiều trường hợp. Nói như thế chúng ta cũng hiểu được cái sự chênh lệch khác biệt giữa việc nghe nhiều học rộng là như thế nào rồi. Và có điều mình cần phải hiểu, nghe cái gì, học cái gì thì được đề cập là nghe nhiều học rộng. Đối với tất cả những điều mà chúng ta nghe, nếu mà những điều đó đưa mình đến cái sự thanh tịnh, đưa tâm mình rời bỏ được những cái ác bất thiện pháp, tiến vào
đạo lộ của thiện hạnh, thì cái những điều nghe đó đó, những điều nghe đó được xem như là nghe nhiều học rộng, nghe nhiều học rộng. Ở vấn đề này chúng ta không nên chấp chặt một cách cố chấp là chỉ có học những cái giáo lý hay cái gì đó của chính những tín ngưỡng của mình thì mới được gọi là nghe nhiều học rộng. Không, thưa quý vị. Bởi vì mình nên nhớ rằng nó có những cái kiến thức, tuy cái hình thức nó mang cái ý nghĩa của thế gian pháp, nhưng mà cái quan trọng là thông qua cái sự việc đó đó, nó giúp ích được cho mình nhận thức được cái sự lợi ích từ những điều đó. Và y cứ vào cái sự nhận thức đó, tâm mình hiểu ra được như thế nào là thiện, như thế nào là bất thiện, thì lúc bấy giờ cái đó nó vẫn được gọi là nghe nhiều học rộng. Chính vì thế mà có một cái hình ảnh ví dụ rất là đơn giản, chẳng hạn như cái ông Newton, ông nhìn thấy trái táo rụng thôi, nhưng mà từ cái hình ảnh mà vị ấy nhìn đó, vị ấy có thể hiểu ra được một vấn đề, trong khi rất nhiều người khác, mọi người, chẳng hạn những người người ta trồng táo, người ta thu hoạch, thì cái sự việc, cái sự kiện mà thấy táo rụng thì cái đó người ta thấy hạt, nhưng mà người ta không có nhận định được cái gì lại là từ cái điều đó. Thì nghe nhiều học rộng, chúng ta nên hiểu theo, theo ý nghĩa như vậy. Còn nếu nói theo tính cách chuyên môn thì phải nói rằng những pháp nào mà đưa đến cho chúng ta, khi mà chúng ta học tập, đưa đến cho mình những cái hiểu biết thiện, bất thiện, như thế nào là giới, như thế nào là định, như thế nào là tuệ, như thế nào là giải thoát, thì đó là những điều đáng được mình lắng nghe, đáng được mình lắng nghe. Còn nếu như chúng ta học những cái mà vô bổ đó, nó chỉ làm tăng trưởng cái phiền não mà thôi, thì những thứ đó là những thứ không có được xếp vào nghe nhiều học rộng. Chứ nghe nhiều học rộng ở đây đừng có tưởng rằng cái chuyện gì mình cũng nghe được. Thứ nhất là về cái ý nghĩa của đó, bản chất của những điều mà mình nghe đó như thế nào, nó có đưa đến sự thành tựu giới hay không. Và thứ hai là mình nhận thức được cái gì từ cái việc nghe đó. Vì rằng có một số những trường hợp đó, thưa quý vị, khi mà chúng ta chứng kiến hoặc nghe một, trong một cái câu chuyện, đôi lúc đối với người khác thì đó là chuyện phiếm, nhưng mà thông qua một người, người ta khéo tác ý, thì từ cái việc nghe của người ta đó, người ta cũng trau dồi được một cái kiến thức để hiểu biết thêm một chút gì đó về cái lĩnh vực như thế nào được gọi là bất thiện trong việc nói chuyện phiếm như thế nào. Thì đó cũng là một cái yếu tố được xếp vào trong việc nghe nhiều. Chúng ta nên nhớ rằng là trong việc tu tập của mình, cái việc học hỏi á, mình không chỉ có học về pháp trắng không thôi, mà chúng ta kể cả chúng ta cũng phải học về cả những pháp như thế nào được đen, pháp đen. Học về pháp đen chứ không phải là thực hành về pháp đen. Mình nên nhớ như vậy, mình nên nhớ như vậy. Ở đây nếu như mà mình thực hành là không phải rồi. Có nghĩa là mình biết được cái đó là nó là điều không tốt, đưa đến sự tai hại, là pháp đáng từ bỏ. Thì học như vậy đó, thì được gọi là nghe nhiều, nghe nhiều. Cho nên ít học đó, thưa quý vị, mình sẽ không biết. Và khi không biết thì chúng ta sẽ sống không có khôn khéo,
dễ rơi vào những pháp dẫn đến sự thối đọa. Và đối với người nghe nhiều học rộng thì người đó sẽ biết cách, sẽ biết cách làm cho mình được tăng trưởng, thù thắng, được hướng thượng, hướng được. Đối với pháp thứ năm ở đây đề cập ở trong bài học này, đó chính là lười biếng, không có chuyên cần và chuyên cần. Lười biếng không chuyên cần đưa đến thối đọa là pháp hạ liệt, chuyên cần là pháp đưa đến thù thắng, đưa đến sự hướng thượng. Thì thưa quý vị, không có cái thành tựu nào mà có thể đạt được không cần phải có cái sự nỗ lực hết. Thật sự là như vậy. Bất cứ một cái chuyện gì, kể cả một việc rất giản ở trong đời sống của mình thôi, để mà muốn có được một cái chỗ đứng, hay là để nuôi chính bản thân mình, thì mình cái việc đầu tiên mình không thể nào sống lười biếng được. Đơn giản chỉ trong cái việc nuôi mạng của mình thôi, chứ nói chi đến vấn đề tu tập. Bởi vì ở trong vòng sanh tử luân hồi này á, chiều mà nó đi xuống á, thưa quý vị, nó bao giờ nó cũng có cái hấp lực mạnh hơn cái chiều đi lên. Và mình càng đi lên cao á, thì đòi hỏi cái sức mạnh của mình nó phải nhiều hơn thì mình mới trèo cao hơn được. Nó cũng giống như mình đi lên cầu thang, quý vị biết mấy nhà mà nếu mà xây một tầng á, sở dĩ tại sao người ta phải xài cầu thang máy, bởi vì nhiều tầng quá, mà càng đi lên cao á, nó sẽ càng tốn sức, cho nên đi bộ không nổi nữa, lúc đó mình phải xài thang máy. Rồi cái trọng lực của mình với cái khoảng cách, cái lực hút nó sẽ tăng thêm, càng lên cao sẽ càng tăng thêm. Chính vì thế mà việc trong việc tu tập cũng vậy. Nếu như mà mình biến nhát đó, thưa quý vị, thì bắt nó cũng sẽ đưa mình đi xuống. Còn nếu như mà mình chuyên cần á, thì chúng ta sẽ giữ được cái vị trí của mình đang đứng, và thậm chí vẫn có thể dẫn mình đi lên, vươn xa hơn nữa. Cho nên đối với những vị chư thiên, khi mà đã được tái sanh về cõi trời do cái phước của các vị đó mà được hưởng năm dục do công đức đem lại, mà nếu như mà không có tu tập tiếp nữa, thưa quý vị, khi mà hết tuổi thọ hay là hết phước rồi, thì tự nhiên biến mất ở cõi trời và tái sanh xuống những cõi thấp hơn. Tùy theo nha, từ cảnh giới chư thiên dục giới vẫn có thể đi vào đọa xứ như thường, vẫn có thể, hoặc tái sanh xuống cõi người. Bởi vì lúc đó mình biến nhát, mình giải đãi, mình không có sự tinh tấn, cho nên mình không giữ được cái vị trí mà mình đang đứng và không đi cao hơn nữa. Thì ở đây cũng là như vậy, thưa quý vị. Những vị chứng đắc được thiền sắc giới cũng thế. Nếu như mà không có tiếp tục chứng đắc những bậc thiền mà mình đang có, hoặc những tầng thiền cao hơn, thì hết tuổi thọ thì tự nhiên theo quy luật, tự nhiên đó đi xuống, cái chiều đi xuống,
thì các vị đó phải tái sanh xuống cõi dục giới đã. Cho nên đây là sự khác biệt của biến nhát, của biến nhát là pháp dẫn đến thối đọa là như vậy đó. Và sự tốt đẹp của tinh cần, chuyên cần, đó là pháp đưa đến thục thắng. Điều thứ sáu, chi pháp thứ sáu, đó là cặp và thất niệm đưa đến hạ liệt và niệm vững trú, niệm vững trú. Chi pháp này rất là quan trọng thưa quý vị, bởi vì chúng ta nên nhớ rằng nếu như mà mình không có cái khả năng để mà phòng hộ các căn của mình á, thì như vậy những ác bất thiện pháp nó sẽ xâm nhập. Nếu như trong cái giai đoạn sơ khởi nó chỉ có do cái sự thất niệm của mình, những phiền não nó chỉ khởi lên mức độ trong tâm thôi, nó chưa có nghiêm trọng, thì đến một lúc nào đó mình không có phát hiện ra, mình không có thu thúc, mình không có phòng hộ, không có chánh niệm tỉnh giác là, thì lúc bấy giờ phiền não nó sẽ phát huy sức mạnh của nó và dẫn dắt mình tạo ra những thân ác hạnh và khẩu ác hạnh. Đến lúc nào đó sẽ như vậy. Cho nên trên thực tế chúng ta có thể thấy rằng đôi khi mà mình không có chánh niệm tỉnh giác, thất niệm mới đầu nó chỉ khởi lên le lói ở trong tâm, nhưng mà nếu như mà mình không có nhận ra được kịp thời thì nó sẽ đưa đến sự tai hại xa hơn nữa. Chúng ta sẽ làm hoặc là nói những điều không nên nói và làm những điều không nên làm, thậm chí một việc rất là nhỏ nhặt thôi đối với trong một cái cuộc sống mà mình không có thấy được cái sự lợi ích của niệm vững trú, thưa quý vị. Mình sống bất cẩn á, quên trước quên sau á, đôi khi có một cái việc mà mình quên rất là đơn giản thôi, nhỏ nhặt thôi, nhưng nó vẫn có thể gây ra một cái tai hại rất là lớn. Nói đến chuyện này, sư kể cho quý vị nghe, khi mà ở chùa sư hay có một cái thói quen là sau khi mà mấy cô đi làm những cái công việc mà dọn dẹp cái bàn ăn của chư tăng xong, chén bát xong, mấy cô đi về, thì công việc đầu tiên sau khi sư đi một vòng để xem những cái gì cần phải làm, thì công việc trước hết mà sư hay tác ý đến đó chính là đi vô nhà bếp để ý xem hai cái bình ga, xem hai cái bình ga coi coi có vặn và cắt ngang hay chưa, và nhìn xem cái bếp ga xài coi như là nó đã ở cái vị trí off hoàn toàn hay chưa. Bởi vì trong cái lúc mà mình nấu nướng, đôi lúc mình dọn dẹp xong rồi mình chỉ cần quên một tí xíu thôi, thất niệm ngay chỗ đó thôi, nhưng mà nó có thể đưa ra một cái hậu quả khủng khiếp, khủng khiếp. Thì cái lợi ích của niệm vững trú đó, quý vị, thật ra nó rất là lớn, rất là lớn. Và ngược lại cái sự tai hại của việc thất niệm nó cũng rất là kinh khủng, do mình chưa có nhiều trí tuệ để nhìn ra được điều đó mà thôi, chưa có nhiều trí tuệ để nhìn ra được điều đó. Cho nên chính vì thế mà
thất niệm là pháp đưa đến thối đọa, huống hồ gì trong việc tu tập. Đối với phiền não, thất niệm là mệt mỏi. Và người luôn luôn có niệm vững trú và lúc nào cũng sẽ có được cái lợi ích. Chi pháp cuối cùng đó chính là thiếu trí và có trí tuệ. Điều này chúng ta khỏi phải bàn nhiều rồi. Bởi vì quý vị biết cái công năng của trí tuệ, phải nói rằng nó có thể bao hàm hết nhiều những loại thiệt pháp khác. Cái người mà có trí tuệ, thưa quý vị, người đó sẽ, nếu như mà có đức tin đó, thì người đó sẽ biết cách tin tưởng những cái gì đáng được tin tưởng và làm sao để mà cho cái lòng tin của mình nó được tăng trưởng. Rồi kể cả tàm và quý nữa, quý vị. Người mà có trí tuệ có thể phân biệt được thô tế đối với tàm quý và sự tai hại của việc không có tàm mà không có quý là như thế nào. Và tương tự đối với việc nghe nhiều học rộng, chuyên cần và niệm vững trú, còn lại cũng vậy. Chưa nói đến trong cái hành trình tu tập để phát triển, chúng ta thấy rằng một cái việc để mà chấm dứt được cái pháp làm trưởng để mà cắt đứt được cái phiền não mà được xem như là khó khăn nhất, đó là phiền não tùy miên á, thưa quý vị. Đó là công việc của tuệ. Đó là công việc của tuệ. Những cái thuộc tính của tâm sở khác đó, thưa quý vị, như là niệm, rồi tàm và quý, vân vân, nó cũng có mặt ở trong tâm siêu thế. Nhưng mà cái công việc để mà gọi là chủ chốt, chấm dứt, cắt đứt, nó lại không có nằm, nó không có cái chức năng đó. Mà trí tuệ thì nó lại có cái chức năng, nó có cái chức năng đó. Chính vì thế mà đối với việc tu tập, chúng ta hay thấy cái tên gọi là tuệ quán, là tuệ quán. Nó có lợi ích trong cả những cái thiện sự thông thường. Không thể, có thể nhìn ra được những điều nguy hại của những ác bất thiện pháp, và thậm chí làm tăng trưởng thêm những thiện pháp. Trí tuệ rất là quan trọng. Chính vì thế mà cái sự thiệt thòi của việc thiếu trí là như vậy. Nó đưa đến người thiếu trí thì chúng ta thiếu trí, chúng ta sẽ bị rơi vào trong cái tình trạng dễ dàng dẫn đến sự thối đọa. Thối đoạn. Và người có trí, thưa quý vị, người có trí thì dễ dàng để mà phát triển, tăng thượng, vươn xa hơn. Và thậm chí có thể là chấm dứt phiền não, một thứ mà được xem như là khó cắt đứt nhất, đó là phiền não tùy miên. Như vậy hôm nay chúng ta đã được học về 7 chi phần, đó là những pháp đưa đến hạ liệt, đưa đến sự thối đoạn, và 7 chi phần đối lập nếu như mà có thì sẽ đưa đến sự lợi ích, đưa đến thù thắng, đưa đến sự hướng thượng. Đó là như vậy. Và bây giờ chúng con xin chấm dứt cái bài giảng tại đây. Phần còn lại xin kính cung thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng hoan hỷ hỷ điều hòa cho chư tôn Tôn Đức Tăng về ý nghĩa của bài học này. Nam mô Bổn Thầy ạ.
sa thủ kinh trường là thầy được quy niệm. Mà thưa thầy tự siêu, thưa thầy có ở trước bái phần, thưa thầy có nghe được không? Nếu thưa thầy tự siêu nghe được xin thỉnh, thưa thầy có nghĩ trả lời cho câu thơ lục số 1. Mà thưa thầy tự siêu ở trong những cái về Phật không chăm sóc Phật pháp có những trường hợp mà chúng ta thấy rằng những cái cặp pháp nó đi chung với nhau lại nêu riêng, có những trường hợp đi riêng lại nêu chung. Ví dụ chúng ta có trạo hối, trạo cử và hối quá thì lại nêu chung. Hai pháp tàm và quý đó, thì thường thường chư tăng giảng giải thì lại hay giảng chung tàm và quý. Ta thấy trong tất cả danh sách liệt kê đó thì tàm riêng quý riêng. Vì vậy muốn hỏi thượng tọa tự siêu là có trường hợp nào một người có tàm nhưng mà không có quý, hay là có quý mà không có tàm? Xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ cho biết ý kiến thượng tọa về điểm này. Anh Nam Mô Bổn Thầy, anh xin hướng vì có nghe được chúng ta nói rõ không? À, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch chư công đức, kính thưa quý vị Phật tử. Thường thì những cặp pháp như là tạm quý hay là hôn trầm thị miên hoặc là trạo cử hối hóa hối quá thì nếu nói theo ví dụ pháp thì có những cặp pháp mà nhất định đi chung, đi chung và nhất định, có những cái đi chung nhưng mà bất định. Như là hôn trầm thể biên thì nó đi chung hai cái pháp và hai cái thuộc tánh đó, nó đi chung và nhất định, hễ cái này có mặt thì cái kia là có mặt. Tàm quý là hai pháp nó thuộc về tâm sở tịnh hảo biến hành, do đó cho nên hễ cái này có thì cái kia phải có, cái đó là nhất định đi chung. Chỉ có trường hợp như là trạo hối, tức là trạo cử và hối quá hay là hối hận, thì ở trong triền cái, trong năm triền cái thì trạo hối nó đi chung nhưng mà nó lại là bất định, bởi vì hai cái tâm sở khác nhau. Trạo cử nó thuộc si phần, còn hối thì nó thuộc về sân phần, như là si vô tà quý, phóng dật. Phóng dật là trạo hối, còn sân tật lẫn hối thì vì rằng là hai cái pháp này nó nằm ở hai
nhóm khác nhau, cho nên đó thỉnh thoảng thì đi chung, nhưng mà cũng thỉnh thoảng thì đi riêng. Còn riêng về tàn quý hay là hôn hôn thủy, hôn trần thủy miên thì nên đi nhất định đi chung. Ở trong câu thảo luận số 1 hỏi đó, tà quý thường được giảng như một cặp. Thế nhưng có trường hợp nào có tà mà không có quý hay là ngược lại không? Thì như chúng tôi đã nói với quý vị là theo ví dụ pháp đó, thì 19 cái tâm sở tình hảo biến hành là tính niệm tà quý, vô tham vô sân, trung hòa, tịnh thân tịnh tâm, khinh thân khinh tâm, du thân du tâm, thuần thân thuần tâm, chánh thân chánh tâm. 19 cái tâm sở đó thì phải có mặt ở trong cái tâm tịnh hảo và có mặt đồng nhau, đi chung nhau, chứ không thể nào đi riêng nhau được. Không thể nào có tà mà không có quý, không thể nào có quý mà không có tà. Đó là chúng ta nói trên phương diện chi pháp. Nếu nói theo thường thức á, thì người ta vẫn xem như là có thể đi riêng. Thường thì lòng tàm ở ngoài người ta hiểu như là chữ lấy chi, tức là liêm sĩ. Và quý là cái sự kinh sợ về nghiệp quả. Thì người ta có nói như thế này, thí dụ như những danh tướng chẳng hạn như là Quan Vân Trường, tức là Quan Công, ông trung can nghĩa khí, ông có lòng tàm. Như là lúc mà phò Nhĩ Tẩu, trong lúc mà Lưu Bị thất lạc, loạn lạc, chạy đi, thì Quan Vân Trường phò Nhĩ Tẩu. Lúc đó Tào Tháo cố tình chỉ cấp cho 3 người ở trong chung trong một gian phòng. Nhưng mà Quan Công á, thì có nghĩa khí, có lễ nghĩa, cho nên Quan Công ra ngoài sân cầm thanh long đao và đứng đó suốt đêm như vậy, không có chịu vô phòng chung với Nhị Tẩu là hai chị dâu vợ của Lưu Bị. Nhưng mà khi mà ra trận đi qua đoạt Nam Hải chém sáu tướng, hoặc là gặp địch thủ và quân thù, thì Quan Công giết người không có gớm tài. Thì cái đó người ta nói rằng một người như vậy là có lòng tà, tức là có liêm sĩ, nhưng mà không có lòng quý. Thế nhưng
Nói theo thường thức thì người ta nói cách nào cũng được. Còn khi mà chúng ta nói theo cái pháp thực tính thì hễ có cái lòng tàm thì phải có lòng quý, hễ có quý thì phải có lòng tàm. Hai cái pháp đó nó phải đi chung với nhau gì, bởi vì nó thuộc về tình sở hữu tình hảo biến hành. Cho nên điều này chúng ta cần phải nói theo hai cái khía cạnh, tức là khía cạnh thường thức và cái khía cạnh của pháp thực tính. Chúng ta trình bày cách nào cũng được, nhưng mà học Phật pháp á, thì chúng ta lấy theo cái pháp thực tính là chúng ta học, thì như vậy chúng ta không có bị nhầm lẫn, chúng ta không có bị nhầm lẫn. Hoặc là có đôi khi chúng ta không có cảm thấy nó có cái sự mâu thuẫn. Bởi vì nếu xét cho cùng, thì một người mà họ không có ghi sợ tội lỗi, họ không có ghi sợ tội lỗi, nhưng mà họ giữ cái lễ nghĩa là chỉ vì cái sĩ diện mà thôi. Họ không muốn cho người đời chê bai, cười cợt, biết nhẽ họ, nghĩa mai họ. Còn ở đây đó, khi nói đến tàm quý, một cặp đi chung là bởi vì nó đều mang một ý nghĩa là hê rí gia tí ba 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 năng a cú sa la năng tham ba năng hê rí gia tí, tức là hổ thẹn với các ác bất thiện pháp. Và a cú sa la năng ba 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 năng Atapati, tức là kinh sợ với các ác bất thiện pháp. Cả hai trường hợp đều là nhắm vào các ác bất thiện pháp cả. Cho nên ở đây chúng ta nói theo Phật pháp thì phải đi chung với nhau, chứ không thể nào đi riêng nhau được. Nói theo cái pháp chân đế hay là cái pháp thực tính. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thường tự chất đáng như vậy. Nam mô Bổn Thầy nha. Sa thú kính thưa Thầy Tổ Sư. Mà Thầy Tổ Sư cũng là một câu hỏi khác liên quan đến một sự tương quan giữa hai pháp. Ở đây trong bảy pháp hướng đến hạ liệt và thù thắng, chúng ta có đề cập đến đa văn là một pháp riêng, mà trí tuệ là một pháp riêng. Nhưng mà đối với nhiều người, một người đa văn quảng kiến là người nhiều người trí tuệ, và người nhiều trí tuệ là đa văn quảng kiến. Nhưng mà có trường hợp nào một cái người mà nghe nhiều, học rộng nhưng mà lại thiếu trí tuệ không? Bất người nào mà lại không nghe, xin thỉnh từ độ hoan hỷ trở lại. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, điều này chúng ta phải phân tích trên
nhiều khía cạnh. Đa văn chỉ pháp cũng là tổng sở trí tuệ, mà cái sự nhận thức bé nhạy, thẩm sát hay là tỉnh giác, tỉnh thức cũng là sở trí tuệ, cũng tâm sở trí tuệ. Cho nên nếu mà nói theo cái pháp tính thì hễ một người đa văn, tức là có trí tuệ, chỉ có điều là một người có cái trí tuệ nhận thức thì chưa hẳn là đa văn. Thí dụ như một vị tỳ kheo thông suốt tâm tạng kinh điển, cái gì cũng biết, tạng kinh cũng biết, mà nói luật cũng biết, mà nói ví dụ pháp cũng biết, như vậy vị đó là đa văn, có trí tuệ đa văn. Nhưng mà cái trí tuệ thẩm sát của vị đó đó, có đôi khi đa văn như vậy nhưng mà trên cái vấn đề trí thẩm sát vô thường, khổ đau vô ngã, gọi là thật tu, thì vị đó lại thiếu. Học nhiều, biết nhiều, có thể nói nhiều, nhưng mà vị đó tu tập thì không có nhiều. Có cái sự dĩ vui, có sự cẩu thả trong cái vấn đề thu thúc về giới, hay là thu thúc về lục căn chẳng hạn. Thì như vậy rõ ràng là ở đây vị đó có cái tuệ, có trí tuệ đa văn, nhưng mà cái trí tuệ tỉnh thức thì lại không có. Cái đó chúng ta phải phân tích ra như vậy. Còn một người có trí tuệ tỉnh thức, cái trí tuệ tỉnh thức ở đây chúng ta gọi là chegara panya. Cái trí tuệ tỉnh thức đó nó cũng có trường hợp là vị đó nhận biết, thẩm sát được cái lý pháp như là vô thường, khổ đau vô ngã chẳng hạn. Nhưng mà nếu nói trên phương diện đa văn quảng kiến thì vị đó lại khiếm khuyết, tức là vị này biết không nhiều, học không nhiều về Phật pháp, nhưng mà vị này có sự nhận thức. Cho nên trong cái câu hỏi này đó, thì chúng ta phải nhớ như thế này: người tỉnh thức cũng là người có trí tuệ, người đa văn cũng là người có trí tuệ, nhưng mà trí tuệ đa văn và trí tuệ tỉnh thức, hai cái đó là hai lĩnh vực khác nhau. Bởi trí tuệ được phân ra có nhiều lĩnh vực lắm, và khi mà đã có hai cái lĩnh vực đó rồi đó, thì chúng ta mới kết luận rằng người có cái trí tuệ đa văn chưa chắc đã là người có trí tuệ tỉnh thức, và một người có trí tuệ tỉnh thức chưa chắc là người có trí tuệ đa văn. Hai cái sự kiện đó nó lại khác nhau. Cũng giống như khi mà chúng ta nói đến trường hợp tất cả các vị A-la-hán là những bậc đều có trí tuệ tỉnh thức,
để đoạn trừ phiền não cả. Nhưng mà Đức Phật ngày 8 tháng là trong hàng tỷ kheo đệ tử của Như Lai, thì Ananda là tối thắng về đa văn. Cho nên chúng ta phải hiểu các vị A-la-hán khác, các ngài cũng có trí tuệ chứ không phải không. Nhưng mà nếu nói trên phương diện đa văn thì không ai bằng tôn giả Ananda. Bởi vậy trong trường hợp này thì chúng ta thấy rõ ràng là có trí tuệ đa văn là một mặt, mà trí tuệ tỉnh thức trong cuộc sống, trong việc tu tập là một mặt nữa, một mặt khác. Như vậy thì ở đây chúng ta có bốn trường hợp: một người đa văn nhưng mà không có tỉnh thức, một người sống tỉnh thức nhưng mà không đa văn, một người vừa đa văn mà vừa tỉnh thức, tức là đối với một bậc toàn diện. Và có người thì không đa văn cũng không có tỉnh thức, tức là bị trí tuệ, trí tuệ ở mặt nào cũng khiếm khuyết. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của Thượng Tọa Giới Đẳng về Nam Mô Bụt Thầy. Nhà bác học Einstein, ông có nói một điều rằng cái gì mà ông có thể tra cứu được thì ông không có nhớ, ông không cần nhớ, và ông không đặt nặng về vấn đề là phải nằm lòng nhiều và là vấn đề suy luận làm sao cho nó hợp lý. Và thì tôi thực sự có một câu hỏi khác cũng liên quan đến sự so sánh, là một điều rất là thú vị là đa số chúng ta quan điểm một người mà có cái trí nhớ nhiều, có trí nhớ nhiều, ví dụ như mình nói là có một bụng chứa đầy thiên kinh vạn lý chẳng hạn, thì người đó là người có trí tuệ. Nhưng mà theo trong kinh đó, thì mình thấy rằng cái tính đó, cái khả năng, cái bộ nhớ của chúng ta đó, thì nó nặng về niệm, nó thuộc về niệm chứ đó. Thí dụ một người muốn nhớ nhiều cái quá khứ túc bằng minh đó, thì vì đó phải tu tập về niệm chứ không phải về trí tuệ. Thì tôi có thể giải thích lại sao là cái ký tính của chúng ta đó, theo Phật pháp đó, thì nó nghiêng nặng về niệm hơn là về trí không? Xin thỉnh thưa tổ sư. Anh kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử. Thực ra thì các cái loại thân trí, trong đó có túc mạng minh hay túc bản thông, tất cả cái này nó thuộc về trí hết. Vì ở trong chú giải của ngài
trong thanh tịnh đạo mà Đức Thích Cô Xá này giải thích về các loại thần thông đó, thì cái gọi là bút pin đi qua xa lưới sơ tiết nhà nó phải có thêm chuyện nhà nó ở phía sau nữa, tức là niệm tương ưng với trí tuệ nhớ được cái tiền kiếp, nhìn niệm tương ưng trí tuệ nhớ được tiền kiếp. Cho nên ở đây khi mà chúng ta nói đến cái trí thì thường chúng ta nghĩ rằng trí nhớ nó chỉ là niệm thôi, nhưng mà chúng ta nói theo thông thường cái chữ sát tí không chỉ là nhớ, tức là niệm chứ không có trí. Tại chúng ta dùng xài nó quen từ đi, cho nên chúng ta gọi trí nhớ. Đã gọi là trí thì phải là jñāna hay là paññā, tức là vừa có niệm mà vừa có trí nữa. Còn cái trường hợp mà một người họ có thể nhớ dai nhưng mà họ dốt, họ không có trí, thì trong trường hợp này thì nó lại có một cách khác nữa, có một cái lý giải khác nữa. Tức là thí dụ như có những người mà họ có cái trí nhớ tốt thì nó lại là tử, lại là tâm sở tử và sanh nhà. Chưa chắc vì người này có niệm sát tiết theo thường thức ở bên ngoài đó, thì một người họ tấu dạ, tức là họ học hoài mà không có hiểu, nghe hoài mà không có hiểu, học hoài mà không có biết, nhưng mà họ có cái trí nhớ rất tốt. Hễ cái gì mà họ có cái ấn tượng rồi, qua một lần thì sau đó họ nhớ, sau đó họ nhớ dài lắm, nhớ kỹ lắm thưa quý vị. Những người mà họ, những người những bà ở dưới quê mặc dù dốt chữ nghĩa nhưng mà cái nhớ của bà thì rất là đặc biệt, tức là tính rợ rất là hay. Mình cộng trừ nhân chia, mình có khi mình quên giữ số chục số trăm vân vân, rồi mình dơn riết để mình cộng viết, rồi mình quên đầu này quên đầu kia, cho nên phải ghi lại. Nhưng mà bà thì nhớ, nhớ kỹ lắm. Thì những người mà có cái trí nhớ, tức là có sở ngôn tưởng mạnh đó, thì những người đó mới là không có trí tuệ. Còn khi mà nói đến niệm sát tiết ở trong sở hữu tịnh hảo biến hành, thì khi nói đến cái việc mà nhớ tiền kiếp vân vân, thì tất cả những cái thắng trí đó đều phải là có trí tương ưng với niệm cả, trí tương ưng với niệm.
gọi là Satya, Satya Samyuttam Jnanam, tức là trí mà nó tương ứng với niệm. Ở trong Thanh Tịnh Đạo có giải thích trong vấn đề đó. Nhưng mà cái danh từ thưởng thức mà chúng ta hay gọi đó, cái danh từ thưởng thức mà chúng ta hay gọi, chúng ta hay nói đó, thì chúng ta có cái tên là trí nhớ, trí tuệ. Cái chúng ta tách rời ra. Nhưng mà trí nhớ đó, nếu mà đi chung với cái chữ trí, chữ nhớ, thì lúc bây giờ nó là niệm, nhưng mà nó phải tương ứng với trí. Còn nếu mà chỉ nói người mà nhớ dai đó, thì nó sở tưởng, nó là tưởng chứ không phải là, không phải là niệm, không phải là, bởi người đó có tu tục niệm đâu. Nhưng mà tại người đó hễ họ thấy cái gì, nghe cái gì là họ nhớ kỹ đó. Họ nhớ kỹ. Lúc đó thưa quý vị, có một cái vị sư thị giả, cái sư trưởng. Lúc đó những người Phật tử ở ngoài, ở nước ngoài, họ hay gửi thơ về hồi xưa, họ hay gửi thơ về để họ thăm sư trưởng, hoặc là hỏi pháp thì chẳng hạn. Thì ở ngoài bìa thư là họ có ghi cái địa chỉ, rồi sư trưởng xem xong lần, cái sư trưởng kêu thì giả đem bỏ sọ rác thượng sư đó, gọi là sư Gia Tấn nè. Ông nhìn thoáng qua rồi cái ông đem bỏ sọ rác, rồi sau đó đem đút bỏ. Đến sau này sư trưởng cần liên lạc và gửi, bị giờ lúc đó điện thoại khó lắm thưa quý vị, cái khoảng thập niên 80 đó, cái thời gian đó không phải chuyện dễ, không có điện đài, không phải ra bưu điện mà gọi điện cho người nước ngoài thì cực khổ lắm. Cái sư trưởng sư mới nhớ lại phải trả lời cái câu pháp cho người ta, nhưng mà trả lời xong rồi đâu có biết địa chỉ đâu. Cái hỏi ông sư đó, ông sư nói giờ con nhớ thì ghi địa chỉ như là cách ông đọc, cách ông nhớ ghi vậy mà gửi cũng tới quý vị, gửi cũng tới. Sau đó người ta gửi thơ về, người ta tri ân sư trưởng đã gửi thư, đã nhắc pháp cho họ. Cho nên cái nhớ có đôi khi nó là cái sở hữu tưởng. Người mà sở hữu tưởng mạnh là họ nhớ với nghĩ lớn thưa quý vị. Còn người có chánh niệm thì họ cũng nhớ. Như vậy thì nó tóm lại là ở trong Phật học thì chúng ta có hai, có hai cái chi pháp mà nó có cái chức năng làm tạo thành cái trí nhớ, đó là Sanya và Sati. Nhưng mà Sanya là chỉ nhớ, nhớ bằng cách là ấn tượng trạng lại thôi. Còn chữ Sati, Sati là niệm đó. Cái sự ghi nhận đó, cái sự ghi nhận nó thường là đi chung với trí tuệ. Thì ở trong Bố Thông Quân, trong Bố Sư Thiên Pháp Ác Thanh Tịnh Đạo, thì Ngài Bố Thông Quân Sáng, Ngài có giải thích cái điểm này. Chúng
tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thảo luận số 3 từ tòa giám mục Tịnh Đơn Nam Mô Thầy. Sa thú cái trường thì tổ tổ sư đế thính thì tổ tổ sư đi nghỉ để đi pháp tính có mặt ở trước mắt. Nếu để đi pháp tính có mặt ở trước máy, xin thỉnh Đại Đức Tính trả lời cho câu thảo luận số 4. Đại Đức Tính, khi mà mình nghĩ đến một người siêng năng, một người tinh cần đó, thì đặc biệt ở trong chùa thì mình nghĩ rằng những người đó là những người siêng lao động tay chân, là thường làm việc với tay chân nhiều. Nhưng mà một người tinh cần có hẳn là người giỏi về lao tác tay chân hay không? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tế Siêu Thượng Tọa Phá Nhất Đăng, thường có thành để được quy niệm cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Chúng tôi cũng mong rằng đường truyền được ổn định. Nãy giờ chúng tôi rất khó khăn mới vào được bàn thoát. Vào bàn thoát cũng gặp câu thảo luận hỏi rằng một người tinh cân có hẳn là siêng lao tác chân tay hay chăng? Thì kính thưa quý vị, một người mà siêng lao tác về những công việc tay chân thì chưa có hẳn là một người gọi là có cái sự tinh cần. Vì sao vậy? Vì tinh cần ở đây đó là có cái ý nghĩa là tinh tấn để ngăn ngừa những ác bất thiện pháp chưa sanh, không cho sanh khởi. Tinh cần ngăn ngừa những cái bất thiện pháp, tinh cần đoạn trừ những ác bất thiện pháp đã sanh đó. Rồi tinh cần để mà làm tăng, làm phát, làm cho sanh lên những thiện pháp chưa có, rồi những cái thiện pháp nào có rồi sẽ tinh cần làm cho tăng trưởng. Thành ra đó, ở đây chúng ta thấy rằng là nói nhiều về cái sự tu tập, nói về nhiều về cái sự tu tập của tâm. Còn đối với thân thì thật ra chúng ta giống như là chúng ta thay đổi quan nghi, giống như là chúng ta thay đổi quan nghi. Cũng như có những lúc chúng ta ngồi chúng ta tu tập nhưng mà do chúng ta bị hôn trầm thị miên, hoặc là do chúng ta bị một cái điều gì đó nó cản trở, thành ra lúc đó chúng ta phải thay đổi quan nghi. Hoặc là có nhiều khi chúng ta thấy rằng là do mình tu tập mình không có an trú ở trong đề mục được, là do một cái nghiệp gì đó nó chi phối mình, thành ra bây giờ mình phải tinh cần để mà mình làm những cái công việc lao tác bằng tay chân, bằng cái thân của mình, để chi, để cho nó củng cố được những cái phước báo. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong một cái trường thiền mà lúc trước là chúng tôi đã tham dự đó, có những vị hành giả khi mà hành thiền không được rồi đến với cái vị thiền sư, cái vị thiền sư đã chỉ thêm nhiều cái cách, nhiều cái đề mục, thử xem coi cái vị đó có thích hợp với cái đề mục nào hay không. Rồi khi mà được chỉ dẫn nhiều lần như vậy mà cái vị hành giả đó không có khắc phục được, thành ra nó lúc này cái vị thiền sư mới kêu là những cái vị hành giả đó nên đi phục vụ tăng chúng, phục vụ những vị hành giả, có nghĩa là mình lao quét cốc liêu thiền đường, phục vụ về cái chuyện mà dọn chén, nói chung là đủ thứ công việc hết. Rồi sau một thời gian đó, rồi những cái vị hành giả đó mới trở lại cái sự tu tập về thiền định, thiền quán. Thì sau một thời gian đó, phục vụ đó, thì những cái vị này trở lại với cái công việc hành thiền,
thì những vị này đã an trú tâm ở trong đề mục được rồi, được trở lại giống như là những vị hành giả khác. Thành ra chúng tôi nói về cái điểm này đó để chi? Để cho chúng ta biết rằng là đối với đời sống tu tập, chúng ta phải có cái sự song hành. Chúng ta lao tác bằng chân tay, bằng thân của mình, thì cái điều này nó là tốt, nó rất là tốt rồi quý vị. Nhưng mà kèm theo đó là chúng ta phải tu tập tâm và tời. Có nghĩa là chúng ta phải tu tập những cái đề mục gì đó làm cho tâm của mình không có bị vướng vào những cái truyền cái, hoặc là tâm trí của chúng ta không có vướng vào những cái tà kiến, những cái lậu hoặc. Thì cái điều này á, nó là cái cốt lõi, nó là cái cốt yếu của đời sống sa môn. Thì ở trong cái đời sống sa môn á, thì cũng chỉ ở trong cái đời sống của những cái vị tu tập á, thì cũng luôn cả cái người cư sĩ. Ví dụ như người cư sĩ của chúng ta á, như có những cái bài pháp mà chúng tôi nói á, quý vị muốn lao tác bằng cái thân mình, bằng chân tay vân vân, thì chúng ta cũng phải có cái phương pháp của thiền định, thì tâm lực của chúng ta mới mạnh. Mà quý vị biết rằng trong cái danh pháp và sắc pháp này nè, giữa thân và tâm này đó, thì cái sức mạnh của tâm á, nó sẽ mạnh mẽ hơn. Mà nếu mà chúng ta đó có sức mạnh được của tâm, thì coi như là chúng ta sẽ có được cái sức mạnh của thân. Mà hãy mà chúng ta có sức mạnh của tâm á, thì chúng ta sẽ làm được rất là nhiều việc. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy rằng có những người có những cái nghĩ đó, quý vị thấy không, thân thể rất là cường tráng, nhưng mà tâm mà bị một cái chuyện buồn gì đó, một cái sự sốc gì đó, là coi như là không có hoạt động được, không có những cái không có làm cho cái thân linh hoạt với những cái gì mà mình đã từng biết trước đây đó. Thành ra quý vị thấy rằng đối với tâm á, nó rất là quan trọng, nó sẽ điều khiển, nó sẽ chi phối tất cả những cái hành động của thân. Vậy thì chúng ta muốn có cái sức mạnh của tâm thì chúng ta phải tu tập bằng cách là chúng ta tu tập về tâm, thì tinh tấn mình làm cho tâm của mình không có bị phiền não. Phiền não nó vừa lé lên thì chúng ta phải tinh tấn để mà chúng ta ngăn ngừa. Mà hãy mà phiền não mà nó đã xâm nhập vào rồi thì chúng ta phải tinh tấn để mà chúng ta đoạn trừ nó. Thì coi như là một người mà có cái sự tinh cần đó, thì cần phải có sự siêng năng tu tập về tâm và siêng năng về cái sự lao tác ở trong cái thân này. Thì như vậy đó thì mới gọi là cái người mà có cái sự tinh cần. Nếu mà chúng ta có một vế thôi thì cũng không được. Nếu mà chúng ta chỉ có tâm thôi, chúng ta có ngồi chúng ta tu thôi mà chúng ta không lao tác thì cũng không được. Mà chúng ta lao tác không mà chúng ta không tu thì cũng không được. Thành ra chúng ta phải có sự song hành như vậy, vừa cái tâm này và vừa cái thân này. Thì như vậy thì mới gọi là một người có sự tinh cần. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận số 4 mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nha. Sao thú kính trình này được không thưa? Đại Đức Huy Thông, Đại Đức Huy Thông có nghe được không? Nếu Đại Đức Huy Thông nghe được sao? Đại Đức Huy Thông thường thường á, người ta trong chùa chiền người ta nói rằng những cái người nào mà sống nặng về đức tin lại không có nhiều trí tuệ, mà những người sống nhiều trí tuệ thì không nặng về đức tin. Nhưng mà cái nhìn đó nó có chính xác hay không? Hay là một người sống về có nhiều trí tuệ thì họ vẫn có thể có đức tin mạnh mẽ? Xin thỉnh kính thỉnh Đại Đức Huy Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh sư phụ góp ý cho cái câu thảo luận số 5, hỏi rằng một người thông tuệ có nhất thiết là yếu niềm tin hay yếu niềm tin? Con thấy là thưa sư phụ là người mà thông tuệ đó, thông tuệ ở đây đó là phải nói là thông tuệ về giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là tam tạng kinh điển và giới luật và giáo pháp.
Thì một người mà thông tuệ thì đương nhiên là phải có cái niềm tin, bởi vì cái niềm tin tức là cái trí tuệ của con người đó. Một người mà có trí tuệ là nhất thiết là phải có niềm tin. Thì con nghĩ rằng nếu mà có cái trí tuệ thì biết rằng cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là lẽ sống hạnh phúc của chúng ta. Thì nhờ cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà chúng ta tu theo đó thì thân tâm thì được trong sạch. Và khi mà thân tâm được trong sạch thì cái trí tuệ nó càng phát triển ở trong mọi lĩnh vực. Cho nên con nghĩ rằng một người thông tuệ trong giáo pháp đó, thì người đó là có một niềm tin vững chắc. Con có nhớ là trong kinh có nói là một cái người mà mới vừa chứng tu đầu hoàng đó, thì cái ông Đế Thích cũng nói là thôi đừng có tin những cái đâu đó là Phật nó không đúng đâu. Thì cái người mà có cái niềm có chứng tu đầu hoàng thì cái người đó đã hiểu biết giáo pháp rồi. Họ đã cho nên là không thể nào mà họ bỏ cái niềm tin đó được. Những người mà đi vào tu đầu hoàng thì đã gọi là nhập lưu, thì người đó chỉ một con đường nhập lưu, tức là nhập đi vào cái dòng sông mà để đi nó thẳng ra biển, tức là đến cái đích, đến đích tức là chứng đắc A La Hán. Cho nên cái người mà có cái niềm tin thì đương nhiên là nó có trí tuệ. Cho nên kính thưa sư phụ, câu thảo luận số 5 này đã cho chúng ta biết một người mà thông tuệ thì nhất thiết người đó là có niềm tin, chứ không có thể nói là yếu hay là không có niềm tin. Một người thông tuệ là nhất quyết là có niềm tin, bởi vì cái thông tuệ đó là cái hiểu biết. Và một người mà thông tuệ thì có nghĩa là có thể là một người đã chứng đắc ít nhất là sơ quả, là bởi vì cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà một người mà đã thông tuệ rồi thì họ không có quay đầu trở lại. Đức Phật cái giảng dạy như có một người mà chúng ta là thường nhân mà chưa chứng quả, cũng như chúng ta đang sống ở trong một cái hố xí. Rồi khi mà giác ngộ rồi, được lên tu đầu hoàng rồi thì chúng ta đã thoát khỏi cái hố xí mà đã tắm rửa sạch sẽ rồi. Thì một người đã tắm rửa sạch sẽ rồi không bao giờ mà chả vào cái hố xí để hửi cái mùi dơ bẩn đó nữa. Cho nên họ chỉ một con đường duy nhất mà đi thôi. Thì cái đó là của trong Bắc Tông nó gọi là cái đó là bất thối chuyển với vô thượng bồ đề. Vì vậy cho nên con nghĩ rằng một người mà đã thông tuệ rồi thì phải là có một niềm tin vững chắc, chứ không có yếu niềm tin nào cả. Đó là cái sự suy nghĩ của con. Con xin thỉnh sư phụ trở lại mai để giảng dạy thêm những điều mà con nói không đúng. Và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sau thủ cái trình để đúng thông, thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta thì những hay là những ảnh hưởng tai hại đó, nó là những cái yếu tố mà chúng ta phải cân nhắc rất là nhiều. Đôi khi những yếu tố đó nó rõ ràng hay là nó mơ hồ. Đôi khi yếu tố này nó áp yếu tố kia. Nhưng mà tất cả những người mà có thể đi tới và đi tới một cách thành công, một cách tiến bộ đều cần có cái yếu tố quân bình. Một cái khuyết điểm mà quá lớn nó có thể là một lỗ mồi, nó làm hỏng nguyên cả một công trình. Do vậy thông thường trong bảy pháp này đó, nếu chúng ta có hơi yếu một pháp nào đó thì cái yếu đó là nó cũng có, nhưng mà nó không có nặng, nó không có thiếu quá thôi. Thí dụ như một người có tất cả bảy pháp mà không có tàm, có quý, có vấn đề lớn. Dạ, có vấn đề lớn nên chi đây là những cái cột trụ của đời sống này, chúng ta vững tiến trong sự tu hành của mình. Chúng tôi kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng. Đại lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình mai. Nam mô Bổn Sư. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tôn đức
Con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các